Hôm nay em muốn nói với anh điều này nè. Rồi, anh, em có điều này muốn nói với anh này đúng không? Thì mình có thể nói là gì nhỉ? Kyō wa anata ni iitai koto ga aru nda. Ok, iitai koto ga aru là có cái điều mà muốn nói với ai sẽ là anata ni. Ok, tiếp theo mình nghe câu tiếp theo này. Em muốn bây giờ, sau này và sau này nữa, em với anh sẽ về chung một nhà, cùng hai đứa con. Em muốn bây giờ, sau này và sau này nữa đúng không? Bây giờ, 今も, sau này là 今後も, そして, これからずっと, là từ và mãi bây giờ trở đi á. Thì làm sao nhỉ? Em với anh sẽ về chung một nhà cùng hai đứa con. Thì câu này nếu mà các bạn cảm thấy là dịch word by word nó khó quá thì các bạn có thể chuyển sang tiếng Nhật theo cái kiểu văn phong là gì nhỉ? 私とあなた, em và anh. Tiếp theo này, kodomotachito là cùng với những đứa con và yoninde, tức là không phải là cùng với hai đứa con nữa mà là cùng với những đứa con thì sẽ thành bốn người. Yoninde issho ni kurashitai là mà chúng ta sẽ sống cùng nhau. Thì khi mà các bạn nói như vậy nó sẽ tạo ra cái cảm giác là gì nhỉ? Chúng ta sẽ về chung một nhà cùng sống với nhau là được rồi, thành cái không khí gia đình rồi nhá. Một ngày ba bữa, bốn mùa thì sống cùng nhau. Một ngày ba bữa, các bạn nào dịch là Ichinichi Sanshoku không nhỉ? Ừ, thực ra dịch như thế cũng được, kiểu như word by word cũng được. Thế nhưng mà cái từ Sanshoku nó sẽ có cái cảm giác như kiểu là từ dùng trong kiểu như là về dinh dưỡng, là các bạn phải ăn một ngày ba bữa ấy. Thì các bạn có thể thay vào đó, chúng ta có thể có một cái hình ảnh rất là đẹp cho một cái gia đình, đó là gì nhỉ? Mainichi shokutaku o kakonde, tức là chúng ta vây xung quanh cái bàn ăn mỗi ngày. Và bốn mùa thì sống cùng nhau. Bốn mùa chúng ta sẽ có từ là shiki o, sống cùng nhau là sugoshitai, muốn sống cùng nhau. Thì bây giờ thêm cái từ cùng nhau đi, tomoni, shiki o tomoni sugoshitai. Dù cho bây giờ chúng ta chưa làm được gì những dự định, vẫn chưa đủ đầy cuộc sống như mong muốn. Dù cho bây giờ chúng ta chưa có làm được gì những dự định, thì thực ra nếu mà dịch word by word các bạn vẫn có thể dùng cái từ như kiểu là kekaku, như là gì nhỉ? Kekaku wa nani mo dekitei nakute, cũng không vấn đề gì cả. Thế nhưng mà trong cái văn cảnh mà nó kiểu văn phong nó đang hơi lãng mạn như này, các bạn hoàn toàn có thể dùng một cái cách nói khác, dùng cái từ yume chẳng hạn, là cái ước mơ, cái giấc mơ. Thì mình vẫn có thể hiểu là những cái giấc mơ nó là những cái dự định, những cái mong muốn, đúng không nào? Ima no tokoro mada yume wa hitotsu mo jitsugen shitei nakute, là dù cho bây giờ là gì nhỉ, những cái ước mơ một cái thôi cũng chưa có thành hiện thực, và về sau này vẫn chưa đủ đầy cuộc sống như chúng ta mong muốn. Thì câu này cũng dễ thôi, câu này chúng ta sẽ có thể dùng một cái cấu trúc đó là gì nhỉ? Thori ni, được chưa nào? Theo đúng như, ok, sẽ là jibun no nozonda thori ni, theo đúng như những gì mà mình mong muốn, mình ước mong. 自分 no nozonda tori ni natte inai keredo. Và câu sau nhé. Nhưng mà với em, có anh của hiện tại và tình cảm của chúng ta như vậy là đủ rồi. Nhưng mà với em có anh của hiện tại đúng không? Đúng nào? Nhưng mà với em có anh của hiện tại, ima no anata ga itte, có anh của hiện tại này và tình cảm của chúng ta như vậy là đủ rồi đúng không? Watashi tachi no aida ni aijou ga afurete ireba. Ok, aijou ga afurete ireba nghĩa là gì nhỉ? Tràn ngập những cái tình cảm giữa em và anh. Thì sore de ii no. Mình sẽ nhìn lại cả câu sẽ là gì nhỉ? Ima no anata ga itte, watashi tachi no aida ni aijou ga afurete ireba sore de ii no. Nhưng mà nếu như mà có anh của hiện tại này và tình cảm giữa chúng ta nó tràn đầy rồi đúng không? Thì như vậy là đủ rồi. Sore de ii no. Và câu cuối cùng nhá. Cùng nhau cố gắng, cùng bên cạnh em, anh nhé. Issho ni ganbatte iko, cùng nhau cố gắng này. Zutto watashi no soba ni itte ne.